viện đa khoa tỉnh phú thọ cho biết gần đây trung tâm y dược cổ truyền phục hồi chức năng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số 7. trong số những trường hợp này có trẻ em mắc bệnh do sự chủ quan của người lớn điển hình gần đây nhất là trường hợp của bé gái tgh 2 tuổi ở thành phố việt trì phú thọ nhập viện trong tình trạng méo miệng không thể nhắm kín mắt do bị lạnh đột ngột vì bố mẹ cho đi xe máy vào buổi tối theo bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ mẹ của bệnh nhi cho hay trước đó cho bé không bị ngã hay chấn thương gì còn vẫn chơi đùa ăn ngủ bình thường Tuy nhiên, trước khi nhập viện một ngày, bố mẹ có cho cháu đi chơi bằng xe máy đến khoảng 21 giờ mới về nhà. Thời tiết buổi tối sẽ có gió và xe lạnh do sự chủ quan của bố mẹ không mang theo mũ và áo ấm cho bé. Sáng sớm hôm sau, người nhà phát hiện trẻ bị méo miệng khi cười hoặc khóc. Trong lúc ăn cháo, uống sữa thì thấy nước cháo, sữa chảy ở bên mép bên trái. Lúc ngủ dậy, thấy mắt trái của bé không nhắm kín. Sau đó, gia đình đã đưa con đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám. Tại đây, trẻ được chẩn đoán bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên và chuyển vào điều trị tại trung tâm y dược cổ truyền phục hồi chức năng. Bệnh nhi được điều trị liệt dây thần kinh số 7 kết hợp bằng nhiều phương pháp châm cứu, thủy xoa, xoa bóp bấm huyệt, hồng ngoại. Sau 3 tuần điều trị, trẻ tiến triển tốt, ăn uống tốt, mặt đã được cải thiện, ăn uống không rơi, mắt nhắm kín, miệng hết lệch, các hoạt động bình thường và đã được xuất viện. Theo các bác sĩ, liệt dây thần kinh số 7 có hai loại. Loại thứ nhất là liệt dây thần kinh số 7 trung ương do đột quỵ tai biến. Loại thứ hai là liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên do lạnh, một số ít do viên tai giữa do na thần kinh. Chia sẻ về nguyên nhân và dấu hiệu liệt dây thần kinh số 7, bác sĩ Dương Thị Hoa, trường khoa y học cổ truyền, bệnh viện giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc cho biết. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên là một căn bệnh thường gặp ở mọi đối tượng không phân biệt tuổi tác và giới tính. Bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có tình trạng là mất vận động một nửa bên mặt, mất vận động các cơ một nửa bên mặt À, hay còn gọi là liệt mặt đấy ạ. Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến nó là bệnh nhân bị nhiễm lạnh đột ngột đó hay là các cụ thường gọi là trúng gió đó. Cái thứ hai là nguyên nhân do viêm nhiễm. Viêm nhiễm thì có thể là do viêm tai hoặc là do la thần kinh tai, cũng có thể kể đến là do chấn thương vùng xương chẩm, vùng thái dương và vùng tai. Đấy. và một nguyên nhân nữa cũng có thể là do phẫu thuật, à, phẫu thuật vùng các bệnh lý về tai, phẫu thuật u lão và cũng đặc biệt cũng phải lưu ý với những các bệnh nhân có bệnh lý nền đó là tăng huyết áp, đái tháo đường, vân vân là những cái cái những trường hợp rất dễ mắc bệnh liệt rất thần kinh số 7 ngoại biên về dấu hiệu để mà giúp bệnh nhân nhận biết thì rất là dễ bệnh nhân và người nhà cũng có thể là phát hiện ra mà thường là bệnh nhân và người nhà phát hiện ra là đến cơ sở y tế đó đầu tiên là bệnh nhân sẽ cảm giác là mắt nhìn sẽ không bao kín này miệng méo này nhân trung lệch và cái đặc biệt nhất đó là khi bệnh nhân ăn uống ấy thì sẽ bị rơi vãi ở bên liệt bác sĩ khuyên cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ vào mùa thu đông cần phải chú ý đề phòng để tránh liệt dây thần kinh số 7 giữ ấm đầu mặt cổ cho trẻ khi trời rét tránh mở cửa đột ngột để gió lạnh tạt vào mặt trẻ. Vào buổi tối hoặc ban đêm, không nên cho trẻ ngồi gần cửa sổ để tránh gió lùa. Khi trời lạnh, nên hạn chế cho trẻ nhỏ ra ngoài vào buổi tối, nếu ra ngoài cần phải mặc ấm, quấn khăn, đội mũ, chơi trong thời gian ngắn. Khi cho trẻ đi đường xa, phải che ấm hàm, đeo khẩu trang, không nên cho trẻ ngồi ở phía trước xe máy. Khi tắm cho trẻ cần được chú ý, không nên cho trẻ tắm sớm, tắm, rửa mặt, đánh răng bằng nước ấm. Khi ra mùa, nhiệt độ sẽ có sự chênh lệch vào ban ngày hoặc giữa các ngày với nhau, do đó cha mẹ cần chọn đúng thời điểm để tắm cho trẻ. Cha mẹ có thể chọn tắm cho trẻ vào một trong hai khoảng thời gian từ 9h30 đến 10h30 hoặc từ 13h đến 16h. Cha mẹ tuyệt đối không tắm cho trẻ vào buổi trưa khoảng thời gian từ 11h đến 13h hay vào buổi sáng sớm, chiều muộn vì có thể làm trẻ dễ cảm lạnh, ốm sốt. Đồng thời, chú ý thời gian tắm gội cho trẻ, chỉ khoảng 5 đến 10 phút với trẻ lớn và không quá 2 đến 3 phút đối với trẻ sơ sinh, kể từ khi cho trẻ xuống nước đến lúc ra khỏi chậu.